Dạ vâng, em xin mến chào quý cô bác anh chị. Cái bản tin ngày hôm nay em xin được nói rất rõ, nó không phải mô tả về cái tình hình trị an hay là mô tả về cái tình hình chính trị của một quốc gia. Nó cũng không phải đề cập tới vấn đề bầu cử của một đất nước. Mà bài chia sẻ này nó như là một cái sự loan tả về cái tình hình nhập cư trái phép của một quốc gia. Có thể nói thì quốc gia này hiện đang có số người gọi là ào ạt vượt biên một cách bất hợp pháp và vào lãnh thổ của Hoa Kỳ. Và chính vì điều này cho nên là giới chức trách của nước này thì cũng đã nhiều lần lên tiếng, có thể nói hiện nay họ cũng bị đau đầu, họ chưa có đưa ra được một cái định hướng trong tương lai làm cách nào có thể giảm tải và họ khắc phục được cái tình trạng này. Nói chung là cái chuyện này hiện nay thì nó cũng một cái gọi là một điều rất là nhức nhối quý vị. Và có nhận thấy một số bình luận của những cô chú bác anh chị mình, có người thì nói là tại sao mà nước Mỹ không chịu trục xuất hết những cái người mà nhập cư trái phép qua biên giới của nước Mỹ, ngay cái chỗ mà đường biên giới giữa Mỹ và Mexico, thì những cái người đó thì đại khái đang vượt biên trái phép qua đó, thì tại sao không trục xuất những cái người đó đi mà lại đi điều tra ba cái vụ kết hôn giả này kia, trong khi những cái người kết hôn giả đó người ta cũng đi làm đường đường chính chính, người ta cũng tới Mỹ bao nhiêu năm rồi, người ta cũng đi làm, người ta cũng đóng thuế này kia kia nọ, đại khái tại sao không trục xuất những cái người mà hiện giờ đang vượt biên trái phép đó, không trục xuất những cái người đó mà trục xuất những cái người mà kết hôn giả làm cái gì? Thì nói chung thì người thì ý kiến vậy, người thì cũng có ý kiến khác. Em cũng có đọc được một cái bình luận của một cô chú bác nào đó, người ta do là những cái người mà người ta vượt biên, người ta nói là do là những cái người người ta vượt biên trái phép ở Mexico qua Mỹ, thưa quý vị, cho nên là với một cái lượt nhập cư ào ạt như vậy thì những cái người bất hợp pháp như vậy, nhiều người như vậy, cho nên là người dân Mỹ họ phải làm để mà họ đóng thuế để mà họ nuôi những cái người này, đại khái là có một cái ngân sách nào đó để chính phủ hỗ trợ cho những người bất hợp pháp này. Thì theo em nghĩ như vậy, không biết là đúng hay sai, thì em cũng xin thuật lại như vậy thôi, em cũng không biết là đúng hay sai. Nói chung là có người ý kiến như thế này, nhưng mà cũng có người ý kiến như thế kia, thì cũng xoay quanh cái khía cạnh là cái chuyện nhập cư bất hợp pháp của những cái người ở Mỹ, người ta ở Mexico, người ta qua Mỹ. Thì thật ra thì cái thời gian qua bên Mỹ cũng lùm xùm như vậy quý vị, đến tận Canada hay là ở châu Âu hay là ở Việt Nam, ở tận Úc Châu, đa số mọi người khi mà xem tin tức thì đa phần ai cũng biết cái vụ này. Thì trong video ngày hôm nay, nội dung mẹ muốn chia sẻ cho quý vị được biết thì như thế này, những cái người Mexico để mà họ nhập cư, họ vào nước Mỹ, nhập cư trái phép vào nước Mỹ, để mà ngoài cái việc họ chọn cái cách vượt biên, leo trèo hàng rào, thì bắt cái cầu thang để mà leo qua hàng rào đó như vậy, vẫn có người cố chấp để mà leo qua, hay cũng có người ta chọn con đường bằng đường gần, đường suối, các kiểu, đường biển, sao mà bây giờ họ đến được Mỹ thì thôi. Ngoài những cái cách đó thưa quý vị, còn một cái cách này, cái cách này thì thời gian nó cũng chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội. Thì thực ra thì có một cách, một điều hoàn toàn nó sai trái, nhưng mà em cũng đã cập nhật được một số cái tình hình bằng chứng, cũng như là ngay tại cái biên giới cửa khẩu quý vị, qua bằng cái đường cửa khẩu luôn, làm sao qua được mới là một chuyện để mà đáng nói. Thì những cái người mà người ta chia sẻ trên mạng, có người thì người ta vượt biên bằng cách họ băng qua rừng lội suối, có người thì họ tập trung ở một cái hàng rào biên giới quý vị, đất liền, đại khái là họ chuẩn bị để mà họ leo từ Mexico nè, bước qua bên kia, gọi là ranh giới của Mỹ. Rồi tuy nhiên thì em cũng đã nói, thật ra thì chỉ có một trong số cái cách đó, thì những cái cách để mà người Mexico này có thể vượt biên qua Mỹ thôi. Thì theo đó thì mới đây thì quý vị, từ một cái trang truyền thông đăng tải đã cho thấy, thì cái con đường biệt biên gọi là hết sức mạo hiểm, và thậm chí là nếu như mà không khéo có thể nguy hiểm đến sự an toàn của tính mạng của một con người quý vị.
Theo đó thì những cái hình ảnh này thì đã được cung cấp bởi lực lượng tuần tra biên giới của Hoa Kỳ, tức là những cái người nhân viên tại cửa khẩu của Hoa Kỳ, cửa khẩu đường bộ. Lúc bấy giờ thì những cái nhân viên này người ta kiểm soát tình hình biên giới bằng cách khi một chiếc xe tải nào đi qua cửa khẩu thì họ sẽ chụp hình bằng một cái công nghệ X-quang. Thì công nghệ này để mà làm cái gì ạ? Để mà soi coi, soi scan tất cả những cái thứ bên trong xe tải này. Lúc bây giờ thì họ phát hiện ra được ở bên trong đó, bên trong chiếc xe có những cái gọi là điều cực kỳ sốc. Và bài đăng ngày hôm nay em muốn chia sẻ cho quý vị được biết, và xin mời quý vị lắng nghe qua những cái chi tiết, những cái sự việc như thế này. Thì những hình ảnh X-quang ghi lại những cái người dân Mexico nhập cư trái phép vào Mỹ qua cái đường biên giới. Một người nghệ sĩ có tên là Masan đã thu thập được những cái hình ảnh này, thu thập từ những lực lượng tuần tra biên giới của Hoa Kỳ. Họ đã chụp lại và sau đó họ in bằng công nghệ kỹ thuật số, thì với mong muốn là cho thấy cái sự tương phản gay gắt giữa một cái cấu trúc của khô khan của một chiếc xe tải, vali hàng hóa vân vân và vân vân. Trong đó thì chứa đựng những cơ thể mỏng manh của con người. Sau khi chứng kiến được những khoảnh khắc hãi hùng này, nó đã được chia sẻ khắp trên mạng xã hội. Đã không có ít người bày tỏ một cái sự cảm xúc cá nhân riêng của họ. Một người Mỹ gốc Việt thì đã cho biết như thế này: lại là những giấc mơ đổi đời, giấc mơ dân chủ, giấc mơ được tới xứ thiên đường. Nhưng cuối cùng có người đến được, lại có người không đến được. Người không đến được thì mãi mãi đó chỉ là giấc mơ, còn người đến được thì lại bắt đầu vỡ mộng. Qua thì phải trốn chui trốn lụi, vẫn phải ngủ ngoài đường, vẫn phải làm như trâu, như ngựa, như bò. Rồi cuối cùng không hiểu cái giấc mơ đó có đúng như sự thật là người ta đã vẽ ra trước đó hay không. Một bạn đọc khác thì đã nêu cái quan điểm rằng nhìn hình ảnh này khiến nhớ lại cái vụ 39 người trong xe container và hàng ngàn người Việt Nam nhập cư trái phép. Nhớ đến cũng thương và cũng vừa giận, giá như cái hộ chiếu của một quốc gia cho phép người của quốc gia đó được đến một bất cứ một cái đất nước nào đó một cách hợp pháp bằng việc xin visa dễ dàng hơn thì sẽ không có những kết cục như thế này. Tất cả là do chữ nghèo. Thì tiếp tục theo đó thì một người Mỹ họ thể hiện cảm xúc như là đã viết lên một cái nhận định của họ như thế này: trong số những hình ảnh theo tôi được biết thì cái chiếc container chở hàng đông lạnh, hàng cấp đông á, có nghĩa là những cái hàng mà đông lạnh á quý vị, nhiệt độ bên trong á có thể xuống mức âm 25 độ C. Do là một người Mỹ, người ta nói nhiệt độ bên trong những chiếc xe tải container hàng cấp đông có thể ở mức âm dưới 25 độ C. Thì đây là những con người, họ mang trong mình những giấc mơ, những cái sự hy vọng. Tuy nhiên thực sự thì họ đã đánh đổi quá nhiều thứ của một cái kiếp làm người. Có khi là chính cái sự nguy hiểm của mạng sống của mình là như vậy. Thưa quý vị, đã nghe qua toàn bộ cái bài chia sẻ cũng như là trong đó có một số ý kiến của bạn đọc. Thì quý vị cũng thấy nhìn nhận là thế nào ? Riêng quý vị thì quý vị có cái điều nhận xét làm sao khi mà xem qua cái bài này, cái video này? Thì quý vị cũng đã nghe qua để biết được thì trong những chiếc xe tải khi mà mình soi cái máy X-quang á thì người ta phát hiện ra gọi là hết hồn quý vị. Nhìn chung là gọi là những cái người mà vượt biên người ta trốn ở chổng, gọi là có người á thì người ta còn kiểu như thoi thóp vì quá lạnh rồi, còn những cái cơ thể thì có cơ thể đã đông coi như là chết từ lâu rồi quý vị, nhưng mà họ vẫn chấp nhận. Và qua cái bài này, quý vị có nhận định hay đánh giá nào có thể bình luận ở dưới để em mọi người biết thêm. Cũng như quý vị thấy video này ý nghĩa thì cho em xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ. Em xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.